Giá thép hôm nay ngày 8 tháng 2 ghi nhận tiếp tục tăng giá mạnh. Các doanh nghiệp thép trong nước tiếp tục đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán thép xây dựng thêm từ 200 đồng đến 410 đồng một kg so với ngày 31 tháng 1. Đây là đợt tăng giá thứ tư liên tiếp tính từ đầu năm đến nay. Cụ thể, thương hiệu thép Hòa Phát tại miền Bắc tăng 310 đồng một kg đối với cả thép cuộn và thép thanh vàng. Mức giá của hai sản phẩm này hiện lần lượt là 15.760 đồng một kg và 15.840 đồng một kg. Nguyên nhân chính giá thép tăng là từ việc giá các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép tăng cao. Không còn mức giá cao chót vót như trước Tết, nay giá nhiều loại hoa giảm mạnh, giá rẻ bằng 1/3, thậm chí chỉ bằng 1/5 so với trước Tết. Đơn cử các loại hoa ly vàng ù, ly chanh kim cương, giá giảm chỉ còn 110 đến 130.000 đồng 10 cành. Các loại ly kép giá tiền triệu nay giảm còn 400 đến 460.000 đồng một bó 10 cành. Tuyết mai 70.000 đồng một bó, hoa mận 60.000 đồng một set, hoa thực dược 90 đến 100.000 đồng một bó 30 cành. Theo các đầu mối buôn bán hoa tươi, dịp này chỉ có hoa hồng giữ giá và có xu hướng tăng mạnh trong những ngày tới khi sắp vào mùa Valentine. Theo các tiểu thương, sức mua tại chợ truyền thống đang giảm mạnh so với trước Tết, khiến nhiều hàng hóa tiêu thụ chậm. Hiện thịt lợn nạc dăm giảm 10.000 đồng một ký, chỉ còn 100.000 đồng một ký. Thịt ba chỉ giảm 15.000 đồng xuống 125 đến 130.000 đồng một ký. Sườn non thay vì 170.000 đồng, nay chỉ còn 155.000 đồng một ký. Giá bán lẻ thịt gà giảm 10.000 đồng xuống 50 đến 65.000 đồng một ký với gà công nghiệp và 90.000 đồng với gà thả vườn, 120 đến 130.000 đồng với gà ta nguyên con. Dồi dào, sức mua giảm 40 đến 60% so với cận Tết nên phải hạ giá bán để kích cầu tiêu dùng.